Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube báo Sức khỏe và Đời sống. Quý vị thân mến, ngày 8 tháng 9, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang, 31 tuổi, tên gọi khác là Trang Nemo và ba đồng phạm về tội gây rối trật tự công cộng. Những thông tin xoay quanh phiên tòa đang được dư luận xôn xao bàn tán, trong đó có lời tự bào chữa khiến ai nghe được cũng phải bật cười của Trang Nemo. Các luật sư đều vắng mặt, Trang Nemo tự bào chữa trong phiên xét xử phúc thẩm vụ gây dối trật tự công cộng trên đường Nguyễn Trãi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, xảy ra vào đầu năm 2022, bốn luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang, tên gọi khác là Trang Nemo, sinh năm 1992 đều vắng mặt. Vì không có luật sư, Trang Nemo đề nghị hội đồng xét xử hoãn phiên tòa vì không thể tự bào chữa. Tuy nhiên, hội đồng xét xử cho rằng đây là lý do không thuộc trường hợp bất khả kháng để hoãn phiên tòa. Mặc dù vậy, chủ tòa vẫn tạo điều kiện cho Trang Nemo 15 phút để liên hệ với luật sư, nhưng phía bị cáo không thực hiện được. Chính vì vậy, nếu tiếp tục dự phiên tòa, Trang Nemo sẽ phải tự bảo chữa hoặc có thể ra về. Sau đó, Trang Nemo quyết định tiếp tục dự phiên tòa và tự bảo chữa cho bản thân, phiên xét xử diễn ra mà không có sự ảnh hưởng. Ngoài ra, ban đầu bị cáo Phan Hoàng Nam không có mặt tại phiên tòa xét xử phúc thẩm ngày 8 tháng 9. Luật sư phía bị cáo vắng mặt vì lý do bận công việc. Sau khi hội đồng xét xử thông báo về việc vắng mặt không lý do là tự tức quyền kháng cáo, bị cáo Phan Hoàng Nam đã nhanh chóng có mặt tại tòa và trình bày yêu cầu kháng cáo của mình. Trong thông tin trên báo Tuổi Trẻ, Trang Nemo đã có những lập luận để mong được hưởng án treo sau khi bị tuyên phạt 9 tháng tù trong phiên sơ thẩm. Trang Nemo cho biết lương tâm dần vặt suốt 2 năm qua. Trang Nemo tự bào chữa tại tòa. Tôi hỏi quý vị, nếu con của quý vị mắc lỗi lầm thì quý vị có đuổi đi luôn không? Hay răn đe dạy dỗ để tốt hơn? Tôi phạm tội lần đầu, tôi có con nhỏ, tạo công ăn việc làm cho nhiều người khác, nhưng bị xử vậy có phải quá khắt khe không? Nếu tôi đi tù, nhân viên của tôi thất nghiệp, trộm cắp, thì ai sẽ chịu trách nhiệm? Ở sau lưng tôi, có rất nhiều người đang cần tôi. Tôi đi tù thì được gì? Tôi đi tù thì làm sao tôi sửa chữa? Trước đó, trong phiên tòa sơ thẩm, Tòa án Nhân dân quận 1 thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt Trang Nemo, Phạm Quyền Quy và Nguyễn Ngọc Khương 9 tháng tù, Phan Hoàng Nam 12 tháng tù vì tội gây dối trật tự công cộng phía trang Nemo và các đồng phạm xin được hưởng án treo hoặc giảm nhẹ hình phạt. Trong khi đó, phía chị Phạm Lệ Khanh là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan kháng cáo, yêu cầu hủy bản án sơ thẩm để điều tra, truy tố thêm về tội cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, trong phiên phúc thẩm, hội đồng xét xử cho biết tội danh mà các bị cáo bị truy tố xét xử là gây dối trật tự công cộng, yêu cầu của chị Phạm Lệ Khanh nằm ngoài phạm vi vụ án, nếu không đồng ý với kết quả, có thể tiếp tục khiếu nại lên cơ quan điều tra. Đồng thời, hội đồng xét xử cho rằng các bị cáo có lỗi, nhưng bà Khanh thời điểm đó cũng có những lời nói hành vi không chuẩn mực. Viện Kiểm soát đề nghị hội đồng xét xử bác toàn bộ kháng cáo của bị cáo, cũng như những người liên quan, giữ nguyên bản án sơ thẩm. Trong vụ án này, ban đầu Trang Nemo và bốn đồng phạm bị khởi tố. Đến ngày 18 tháng 1 năm 2023, Nguyễn Phước Tuấn qua đời. Theo kết quả giám định pháp y của Trung tâm Pháp y Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên nhân người này tử vong là do hen phế quản và sử dụng ma túy tổng hợp. Ngày 31 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 1 đã quyết định đình chỉ điều tra đối với bị can Tuấn. Theo nội dung vụ án, do mâu thuẫn với Trần Nguyễn Trà My trong việc bán hàng online nên Trang đã hẹn gặp My tại cửa hàng của mình ở phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 15 giờ ngày 16 tháng 1, My cùng Phạm Lệ Khanh, Trần Thị Hoàng Yến đến cửa hàng của Trang để nói chuyện. Tại đây, My và Yến vào cửa hàng gặp Trang xin lỗi, Khanh đứng bên ngoài. Khoảng 15 giờ, khi My đang xin lỗi thì Khanh vào cửa hàng yêu cầu cô gái này đi về nên xảy ra cự cãi với Trang. Quá trình mâu thuẫn, nhiều người tại cửa hàng cùng tham gia đánh Khanh. Toàn bộ sự việc được Trang livestream trên mạng xã hội thu hút hàng trăm người tập trung tới cửa hàng theo dõi diễn biến vụ ẩu đả sự việc gây mất trật tự an ninh tại đoạn đường trước cửa hàng. Lực lượng công an phải đến để giải tán đám đông, vãn hồi trật tự. Sau đó, Khanh và Yến có đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với những người gây thương tích cho mình. Theo kết quả giám định, Khanh thương tích 3%. Diễn biến bất ngờ tại phiên tòa phúc thẩm xử Trang Nemo Trong phiên tòa xét xử Trang Nemo, đáng chú ý, bị cáo và luật sư bào chữa cho các bị cáo vắng mặt, nhưng hội đồng xét xử vẫn tiếp tục xét xử. Trang Nemo phản đối và cho rằng Việc vắng mặt các luật sư ảnh hưởng tới quyền lợi của mình. Cụ thể trong phiên tòa, bị cáo Phan Hoàng Nam, 25 tuổi, quê tại Đồng Tháp, bị cáo có mức án nặng nhất trong vụ án lại vắng mặt không lý do. Bên cạnh đó, các luật sư bào chữa cho các bị cáo cũng vắng mặt. Bị cáo Trang nói rằng luật sư vắng mặt thì bản thân không thể tự bào chữa, do đó đề nghị hội đồng xét xử hoãn phiên tòa. Tòa cho rằng việc tổng hợp các quyết định tố tụng đã hợp lệ, bị cáo Nam vắng mặt không lý do là tự mình tước đi quyền kháng cáo. Còn các luật sư vắng mặt với lý do bận, hội đồng xét xử cho rằng đây không phải là trường hợp bất khả kháng nên tiếp tục xét xử. Ngay lập tức, bị cáo trang phản đối và cho rằng việc vắng mặt luật sư ảnh hưởng tới quyền lợi của mình. Đồng thời, người phụ nữ này cũng xin tòa cho mình thuê luật sư mới. Đề nghị trên của nữ bị cáo được tòa chấp thuận, tòa sẽ tạm dừng 15 phút cho trang Nemo thuê luật sư. Tuy nhiên bị cáo nói khoảng thời gian này không đủ cho việc thuê luật sư cũng như việc nghiên cứu tài liệu. Chủ tọa liền ngắt lời, nhấn mạnh Bị cáo đang tại ngoại, bị cáo phải tự thuê luật sư bảo chữa cho mình, vì vậy chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc và các bị cáo sẽ tự bảo chữa cho mình. Trước đó vào ngày 31 tháng 5, phiên tòa đã được mở nhưng hội đồng xét xử đã cho hoãn phiên tòa vì trang Nemo vắng mặt vì lý do sức khỏe. Trong phần thủ tục, luật sư bảo chữa cho bị cáo Trang đã đề nghị hội đồng xét xử triệu tập điều tra viên, triệu tập chồng bị hại tham gia phiên tòa và đề nghị công khai chứng cứ là đoạn video ghi lại toàn bộ nội dung diễn biến sự việc. Trước các đề nghị của luật sư Hội đồng xét xử cho rằng các luật sư đã tiếp cận toàn bộ tài liệu chứng cứ, những người liên quan cũng đã có lời khai trong hồ sơ, nên hội đồng xét xử thấy không cần thiết triệu tập thêm ai. Riêng trong bị hại, hội đồng xét xử cho rằng người này không liên quan đến vụ án. Trả lời hội đồng xét xử, bị cáo Trang thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Bị cáo Trang khai, do chị My sử dụng hình ảnh của Trang để quảng cáo bán hàng online nên đã hẹn đến cửa hàng để xin lỗi. Khi chị My đang xin lỗi thì chị Khanh vào cửa hàng kéo tay chị My về. Thế vậy bị cáo trang hỏi chị là ai, có liên quan gì không và yêu cầu người này ra khỏi cửa hàng. Bị cáo lao tới kéo khẩu trang của chị Khanh, lúc này nhân viên của bị cáo nhào vào đánh chị Khanh. Theo cáo trạng, khi các cán bộ công an đến cửa hàng đưa những người liên quan về trụ sở công an phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 để làm việc, cuộc ẩu đả vẫn tiếp tục diễn ra. Chị Khanh và chị Yến là những người bị hại, đã có đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với những người gây thương tích cho mình. Theo kết quả giám định, Khanh mang thương tích 3%, còn Yến không đủ cơ sở để xác định có chấn thương. Nêu quan điểm giải quyết vụ án, đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận 1 khẳng định, cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người đúng tội không oan sai. Viện kiểm sát cũng ghi nhận bị cáo Trang và đồng phạm thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có nhân thân tốt. Đại diện Viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Xuân Hương Trang, Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương với mức án 6 đến 12 tháng tù, bị cáo Phan Hoàng Nam ở mức án 12 đến 18 tháng tù, cùng về tội gây dối trật tự công cộng, về dân sự do bị hại không yêu cầu nên đại diện viện kiểm sát không xem xét câu chuyện của trang nemo cũng chính là bài học cho mỗi người không nên chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ trên mạng xã hội mà dẫn tới sâu sát và nhận lại hậu quả không mong muốn mỗi người cần phải lựa chọn cho mình cách ứng xử phù hợp khéo léo trong các tình huống của cuộc sống tất cả những thông tin mới nhất của vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật còn quý vị quý vị có ý kiến như thế nào về vấn đề này đừng quên để lại bình luận phía dưới để tương tác với chúng tôi cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị xin chào và hẹn gặp lại